Rồi, hello luôn. Trời ơi, người đẹp trước mặt nè đó. Tôi cũng qua tình trang tiếp. Trời ơi, đạp qua sung quá rồi. Bữa nay đạp tiếp có người đội nón Christmas này nọ nè đó. Ok, wow, đi cao dữ. Xuống nha, dạ. Ê, xuống. Rồi. Xe xuống nha, giúp nha. Ờ, đúng rồi. Ờ. Mà camera lại nha, quan trọng vô nha. Ui trời ơi lạnh quá. Lạnh quá. Wow lạnh quá. Ô chưa. Thôi quên một chút nha. Morning. Ok. Ok qua. Chạy bóng lên lạnh quá. Ờ. Rồi chỗ này lạnh à. Quay một ông già Noel đằng trước nè. Đó. Wow, lạnh dữ. Quá cho đông nè. Chạy theo mãi luôn. Luôn kia nè. Lên dốc nha. Núi. Wow, núi. Ủa, có người vui với em, nó không ép em. Ờ. Bớt điểm lại. Mình phải thử nhìn trước. Đã ép được nha em. Thì mình phải nhìn nè. Phải nhìn xung quanh chứ. Đã chiến trận mà. Đạn bắn phải né. Ha. Trừ bớt điểm à. Vui quá. Ok. Dốc nha. Xuống dốc nha. Xuống dốc nha. Nó phải làm ngon rồi, cái con chạy vào hả? Ok hết rồi. À. Cứ nhảy vô chỗ chút lên dốc nè.
Wow, mấy cô bữa nay ngon lành đây. Qua cái đoạn đó không ai ngừng nhịp tên. Ghê thật. Có quay phim làm chứng rồi nha. Rồi, chúng ta lại vô rừng. Rồi, lên đèo kìa, cảm anh. Lên đồi. Ok. Lên đồi. Rồi, lên đồi tiếp. Vô chỗ nè. Lên quán cho đồng nè. Lên đây quán cho đồng. Phát tiền con ơi. Ôi trời, cũng đuối chân cho bọn. Ok. Rồi. Ông mình lên nhóc này. Rồi. Anh bước từng bước dần nha. Đen này với Minh nè. Lần đầu tiên nè. Lần đầu tiên Đen này chạy qua mặt Minh nè. Đó, quay vào lịch sử nè. Minh chạy xích lên đi. Quay cho nó đẹp nè. Minh, xích lên chút nè. Đen này chậm chút nè. Đó, rồi. Cho vô phim rồi. Cho đẹp chút nè. Đó, lâu lâu cho đẹp nè. Đó, rồi. Rút rồi. Ô trời ơi, lên giống mà còn ghê vậy. Power đâu mà dữ vậy. Ô, qua cái chỗ nắng này quay ra có lý đẹp quá. Ê, ai cơ. Rồi. Ok. Rồi. Xe nha. Nín thở. Mùi quá. Gì? Ủa không thấy. Kinh thật. Đây ông già Noel nè. Ông già Noel nè. Đó. Nào đây nè. Đó, bọn mình tới đỉnh. Rồi. Nào đây, đi cho mày. Không sao. Biker.
chú Thanh này chạy nhanh quá nha. Come on now. Ok, lay down. Ok, đi chú ở sau luôn á. À, được. Rồi, bấm bấm rồi, nhìn nhìn cái nhìn ngay đứng đứng lên. Ờ, giống 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 rồi đó. Được mà, từ từ, nó ăn vô cái đó, từ. Xuống nè, Vinh nè. Đâu rồi, bà chạy đi, ủa Ly đâu? Ok rồi, chạy đi. Đá nhiều nha. Cái bên trái quả trái luôn nha. Mày coi sao chạy nó. Nào nó qua đây hả? Tính chạy đi. Có người. Có anh tính đây hả? Ok. Yên được mà ơi. À. Hả? À. Đó nè. Được không Trâm Anh ơi? Ok á. Ok ha. Ok đâu. Đi ngon quá. Ủa. Đi ngon quá. Được không cho anh ơi. Rồi, cua xa xa nè, cua dòng bự ra. Chậm là được. Cua dòng bự nữa. Bắn cua dòng bự nữa. À. Càng bự càng dễ. Đã hết rồi. Cô bự ra. À. À. Cái này mình chạy cũng ngon. Trâm Anh chạy cũng tốt rồi. À. Cái này Trâm Anh điểm cao. Đó đi bộ. Cái bãi đá nè vô số thôi à. Không chạy qua được nè. Vô số lên dốc nè, chút xíu thôi. Nhưng mà nó gồ ghê. Đó, gồng lên. Xíu là gần tới rồi. Lô kia.
Ờ thì phải vậy, gần gần tới rồi luôn kia. Hay ga. Ờ đây 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 nha. Từ chờ chút, chờ chút. Chờ chút. Đây lên bãi đá nè. Lên bãi đá này, coi mình chạy lên bãi đá nè. Thì mới hay chứ. À, tốt rồi mình. Từ từ thở lại lấy sức nè. Bên phải, sát vô. Thấy chưa? À, nè. À. Rồi gồng lên nha, đi bên trái nè. Bên trái nè, mạnh lên nè. Bên Thành đi dưới này. Để trước là Ly đi. Tiếp Ly đi. Ai ai ai. Hold on, runner. Okay. Rồi, ok. À, chạy trước cho Ly. Chạy trước cho Ly. Chạy đi. Ừ, thì chạy qua Ly nè. Anh vẫy nhiều nha. Đi 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 coi cho. À. Được à. Tâm Anh đâu rồi ta? Mình đâu? Ô, Thanh đâu? Ok. Đi gặp cái mà hai kinh này hoài. Nhanh thân mã thì không nhanh, chậm thì cũng không chậm. Cứ sao le ngang ngoài. Thì bởi vậy. Có không có ngừng. Chứ chịu có. Chứ vậy á. Rồi. Bạn ơi. Chạy lên đây với Ly nè. Đây đây với Ly đi. À. À chạy với Ly kìa. Thanh thì có quen rồi phải không? Ok. Qua hai kinh nha. Hai cơ. Ô, họ chạy nữa dữ đi. Bạn luôn Minh. Chưa chưa, cứ chạy đi. Được không Ly ơi? Chưa? À, các cô chưa đi. À. Chậm lại, chạy chạy cho đặt chậm là được à. Bạn nghe. Tại có chỗ đó thôi à. Chắc có chỗ đó thôi á. Đi vòng cũng bự lên, vòng cũng bự lên. Rồi thôi không được chứ dính đi. À. Traffic. Traffic man, you share the road. Đi với cái cô đó hối quá. Bỏ qua mặt thì qua đi, rồi không qua thì cũng được, cứ song song mình hoài. Covid rồi mình ngại quá.
Rồi, đang quay phim cảnh đẹp nha. Wow, cảnh này đẹp nè. Ly Ly đi có ok không? Sao đi đầu vậy? Để Hòa đi trước. Không có hả? Tưởng đâu mấy ông đi hết rồi. Đó. Ok, rồi không sao. Có cái đoạn nãy là mình chưa quẹo được thôi phải không? À, cũng được rồi, cái đầu nghĩ được là coi khá hơn level rồi. Đã đi hai cái sinh vật rác không ăn thua gì hết con á. Đâu đây hả? Sao nghĩ khói tắt cái cột. Không có tập á, tắt cái cột nó không có được giỏi hơn. Cái sinh vật rác này hả? Trời ơi, mình nãy giờ mình nhìn camera quay hoài mình quên không biết thấy đường sao. Mình cứ theo cái tô áo đỏ hình trước thôi. Nguy hiểm quá. Sao đây đêm này còn ai không? Anh Thảo đâu? Ok. Đủ đủ người phải không? Rồi. Cái này thấy mình chạy bớt rung rồi. Cũng lướt lo lướt lít là coi như là cái đầu nó cũng gần good rồi. Khi mà căng thẳng quá mình làm nó dở lắm. Bạn nhắc đây là mình làm nó không có đúng với cái khả năng đâu, khả năng mình còn hơn, nhắc cái khả năng mình một chút. Rồi là đi thi đấu giờ trường, đi thi ở trường đấu quốc tế đó, thành ra mình bị nó vậy. Ai sao vậy? Anh nào? Mà sao đâu, có coi kiến thôi không thấy, có quen rồi. Không sao. Rồi, gần hết rồi, Đó là con. Sinh vật rác tốt nghiệp. Cái này thấy mình chạy tốt. Chính rồi, chờ điểm lại, làm vốn. Cái gì hả? Vậy là cái rết được chưa? Cái này không có gì chạy ngắn hả? Đi giỏi quá. Lên hết cực lên đó. Dở quá bà Ly ơi. Bữa nay lần đầu tiên mới thấy nghe Ly thở. Nào giờ không nghe thở, bữa nay mới thấy thở. Cứ chết Ly. Lần đầu tiên mới nghe Ly thở. Không biết nữa đi. Thấy thì chạy lên tới đây rồi. Giờ không chơi xăm cũ nữa, bây giờ xăm bụi, mình thấy từng bụi luôn. Yeah, good job, lấy đi chết tụi mình. Hết rồi. Bây giờ là hết rồi đó, bây giờ về là bật kinh nè. Good job, để cho bà con nghỉ rồi mình tự khen nhau đi nha. Tới mình tới đây mình tự khen nhau. Bữa nay lần đầu tiên nghe Ly thở. Nào giờ có nghe đâu. Xuống dấu đi. Xuống dấu nè, thắng bớt nè. Thấy gì chứ, cũng còn ấy nè. Chạy đi, chạy dở rồi, trừ điểm đó. Hai cơ nha, chậm chậm nè, cho người ta bụi quá. Morning, sorry, we slow. Chuyển vô. Mùi quá đẹp, chuyển vô. Cười chuyển tàu. Mày chạy lên trên kia luôn mà sao không thấy quan phát tiền ta. Ông cười được, ông nói được. Lô ghi hả? Có xuống dốc không mà sao lô ghi ta? Tàu. Mấy cái cua này mình đi cái dòng bự thôi. Cái này không cần. Chút thôi à. Lên đường rồi. Rồi. Ok. Very good. Biker. Rồi.
rất là cao. Đó là number 5. Biker.